Cháu Giang xin mến chào quý cô chú anh chị. Chào mừng quý cô chú anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Lời đầu tiên cho cháu gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến với quý cô chú anh chị. Hôm nay thì cháu lại tiếp tục lên trên nhà của em Quân để mà chia sẻ những thước phim với em Quân các bác nhé. Hôm qua thì em Quân không ai ra ngủ cùng cho nên là chúng cháu lên chia sẻ, cho nên là cũng cho em Khang ở lại đây với em Quân luôn các bác ạ. Bởi vì là tối thì bố không ở nhà ấy, nếu mà ngủ một mình thì cũng khá là nguy hiểm ấy, cho nên là cháu cho em Khang ở lại với em Quân. Vừa mới lên đến đây là thấy Khang đang mài dao hay làm cái gì đấy? Đây đây đây. Khang thì rất là nghịch ngợm. Không biết là con bò thì bây giờ là 11 giờ trưa nhưng mà vẫn thấy buộc ở đây. Bố Quân chắc là hôm qua lại đi đâu không về. Chưa thấy là cho đi ăn cỏ này các bác. Còn em Quân thì đang phát cỏ, phát cây ở gần nhà. Không biết là làm gì đây. Quân nào? Con chào không các bà. Quân gắn mic vào đi, cho nói chuyện cho nghe rõ hơn. Quân là vừa mới đi đâu làm về, đi đâu về hay là chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc mới thế? Em vừa đi học về ạ. Vừa đi học về thôi á? Vâng. Ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Ăn rồi à? Vâng. Mới có 1 giờ mà hôm nay nghỉ học sớm à? Hôm nay thứ tư chị ạ. À. Tối qua là Khang ngủ cùng nó có khóc không đấy? Có khóc chị ạ. Hôm qua thì em Quân cũng một mình ngủ ấy, cho nên là chúng cháu không yên tâm, cho nên là để em Khang ở lại làm bạn cùng các bác ạ. Con bò là vẫn chưa cho đi ăn cỏ à Quân? Chưa chị ạ, mấy em để dơm cho nó ăn rồi. À. Sao hôm nay lại tự nhiên ra phát cây ở quanh nhà thế Quân? Hôm nay em vừa đi học bảo là có học được một bài học và cô giáo bảo là phát cỏ quanh nhà thì mới không bị sốt sốt hết. À, hôm nay học đến bài con muỗi đốt là bị bệnh sốt xuất huyết à? Vâng, cô giáo bảo là phát cỏ quanh nhà là con muỗi nó không tụ tập nhiều. À, chiều còn đi học không đấy Quân? Có, chiều em vẫn đi tập đội chị ạ. Chiều vẫn đi tập đội. Vâng. Thế là buổi trưa không ngủ trưa mà tranh thủ ra đây phát à? Vâng. Chăm thế nhỉ. Phải nói Quân là một người con trai rất là chăm chỉ. Thật sự là chăm chỉ với lại là vừa siêng năng ấy các bác. Nghỉ học mà vừa mới nghỉ học ăn cơm ở dưới lán xong là về nhà để mà phát cây luôn. Sợ là không thoáng mắt là bị bệnh sốt xuất huyết đấy các bác, cho nên là em mới tranh thủ buổi trưa ra để mà phát. Hôm nay thì thấy có em Khang ở đây hộ em Quân này. Vừa nãy là thấy mài dao xong là chạy ra đây để mà chặt cây. Sáng em đi học là cho Khang ở dưới lán kia à? Vâng. Nãy đi học về xuống đấy ăn cơm xong lại đón Khang về à? Vâng, nãy cho xuống ở dưới lán với các thợ. Trước là mấy cái nương này là có làm có trồng gì không Quân? Trước có trồng sắn chị ạ. Nhưng mà lấy hết là không trồng nữa. À. Đất này có tốt không? Không. Trồng sắn có củ to không? Không, không tốt mấy chị ạ. À. Thấy ở trên kia là vẫn còn mấy thửa ấy nhỉ? Vâng. Cái này khả năng là cũng để hoang lâu rồi đấy, cho nên là cây nó mới gần to như thế này ấy. Để lâu rồi chị ạ. Sau này lớn lên lập gia đình, Quân có dự định là trồng cái gì trên mảnh đất này không? Em chỉ trồng cây thôi. Sau này trồng cây ăn quả nhỉ? À. Còn bên kia thì là căn nhà đơn côi của em Quân này các bác. Nhìn cái khung cảnh này thì giống như là hai anh em ruột đấy.
Nếu mà mọi người ở trong thành phố nhìn vào thì sẽ cảm thấy là bình yên, nhưng mà thực sự thì ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu là nó thực sự rất là cô đơn ấy, ở trong cái căn nhà mà nó biệt lập với lại cuộc sống ở bên ngoài. Tối hôm qua bố lại không về à, hay sao mà con bò không mang đi buộc con? Hôm qua bố cũng không về chứ. Đi cả ngày hôm qua rồi mà nhỉ? Vâng. Có biết là bố đi đâu không? Không biết đâu. Không liên lạc gì à? Không chị. Bố là bây giờ cứ đi 2 ngày là về 1 ngày ấy các bác. Đi kiểu là đi quen là không muốn về nhà ấy. Khang này. Khang cũng chăm chỉ phết đấy, Khang ạ. À. Em Khang, cháu nghĩ nếu mà nghe thấy, biết nói và biết nghe được ấy thì cháu nghĩ là em ấy sẽ rất là hoạt bát đấy, bởi vì bây giờ em ấy bị câm điếc nhưng mà việc gì em ấy cũng làm, thấy chúng cháu làm cái gì là cũng làm theo ấy. Hay là Quân cầm máy quay cho chị đi, xong là chị phát hộ em một lúc. Em tự phát cũng được chị ạ. Bởi vì là em tập thể dục buổi trưa. Em đi tập buổi trưa tập thể dục. Hôm trước thì chị cũng có nghe qua ấy, thì bảo là bên trưởng thôn là người ta ra đòi tiền ngân hàng à Quân? Vâng. Người ta đòi tiền lãi hay là đòi tiền gốc đấy? Tiền lãi chị ạ. Tiền lãi là bây giờ lên đến 10 triệu rồi á? Chắc là gần đến thôi chị ạ. Gần đến là hôm qua khá là lâu rồi. Từ chắc là bố mẹ vay mượn từ lúc mà em chưa có em, hoặc là em vẫn còn nhỏ ấy nhỉ? Vâng. Lúc đấy là em vẫn chưa biết gì. Trưởng thôn là ra tận nhà đòi à? Không, gặp đi học về là gặp ở dưới đường nên là trưởng thôn bảo thôi. Thế là bố có bảo gì với em không đấy? Không. Bình thường là nếu mà vay ngân hàng thì tháng nào cũng phải trả lãi ấy, nhưng mà nhà em chắc là tháng nào cũng không trả đâu nhỉ? Không trả tháng nào chị ạ. Bởi vì là bây giờ ông bà cũng không còn thì bố cũng như thế này thì chắc không có ai trả ấy, cho nên là sẽ để rất là lâu thì tiền lãi nó bây giờ là gần lên đến gần 10 triệu rồi này. Còn cái nghĩa vụ trả thì bây giờ đứng tên bố của em thì bố của em sẽ phải tự trả. Nhưng mà về nhà thì bố em có nói gì về cái khoản nợ này bao giờ không Quân? Con nói. Mẹ có nói bảo là cho em trả không? Không chị ạ. Không bảo gì à? Vâng. Thế là bố cũng coi như là chưa có khoản nợ này. Nếu mà cái khoản nợ này làm biết lâu chưa, hay là hôm trước là người ta gặp em đòi thì em mới biết? Cũng biết tiền chưa được một tháng đâu chị ạ. Mới biết thôi à? Vâng. Ôi trời ơi. Thế là bây giờ số tiền nợ lớn như thế thì Quân làm sao mà lấy tiền đâu ra mà trả được? Còn là còn người đứng ra để mà vay ngân hàng ấy thì là bố của em Quân, thì em Quân không có trách nhiệm gì cả. Nếu mà bố bảo gì thì Quân bảo là bây giờ không phải là tên của con mượn thì con không có trách nhiệm gì bảo gì nhá Quân nhá. Vâng. Còn nếu như sau này bố Quân mà già đi, Quân em Quân ở lại đây để mà thừa kế ruộng đất và đất đai thì em Quân sẽ tự trả nếu mà bố không có khả năng trả ấy. Như ở hoàn cảnh của em Hưng với em Thuận ấy thì hai anh em cũng nợ số tiền lớn thì cũng như Quân vậy thôi. Nhưng mà em Quân thì vẫn còn có bố, còn Hưng Thuận thì không còn có bố mẹ ở nữa. Thì Hưng là người thừa kế tài sản
là người sử dụng đất đai và ở lại cái ngôi nhà đấy thì hai anh em sẽ là người trả ngân hàng là đúng rồi. Còn Quân đây thì bố vẫn còn sống thì Quân không có trách nhiệm gì cả. Còn nếu như sau này mà bố Quân mà có già đi mà có mất đi ấy, thì em Quân ở lại đây và thừa kế ruộng đất thì em Quân mới có nghĩa vụ phải trả các bác nhé. Nếu như bây giờ mà cái khoản vay này chị nghĩ là khả năng là bố em cũng không có khả năng mà trả nữa đâu Quân ạ. Khoản nợ này chắc là phải để đến lúc mà bố của em mà tôi xin phép là nói những lời không hay ấy, thì sau này ví dụ như mà bố Quân có mất đi thì Quân cũng sẽ phải tự trả. Còn bình thường như ở trên cháu ấy, nếu mà bố mẹ vay ấy, thì đến lúc mà các con trưởng thành rồi lớn rồi thì các con sẽ tự trả. Còn như em Quân đây thì bây giờ em ý vẫn còn trẻ, biết lấy đâu ra tiền và cũng chưa có công việc để mà kiếm ra tiền nữa. Bố thì vẫn còn trẻ, chưa phải là một người già đâu. Nếu mà bố không nát rượu thì khả năng là trẻ như thế này thì bố vẫn còn có khả năng để mà trả ấy. Còn tình hình như thế này thì bố không có khả năng để mà trả được đâu các bác ạ. Thì cũng rất là khó khăn cho em Quân. Bây giờ em ý mới chỉ là 14, 15 tuổi thôi. Phát đến được chỗ này thôi. Bây giờ lại phát cái này à? Phát hay là phát dưới kia? Lại phát ở dưới này. Sau một lúc thì em Quân phát được một thửa khá là dài rồi này các bác. Còn là cái chuyện hôm trước bố là bố với bạn của bố em ấy mai mối cho em là bây giờ không thấy nói gì nữa chứ? Hay là vẫn còn xảy ra cái tình trạng là bố dẫn bạn về xong là lại mai mối cho em nữa? Vẫn còn chị ạ. Hôm kia thì bố có mang về một con gà xong rồi nấu cho em ăn. Bố ngồi tâm sự, vừa ăn vừa tâm sự với em bảo là bây giờ thì tiền ngân hàng đấy thì bố trả không được rồi. Thì một bác ở bên kia là nhà chỉ có con gái không có con trai, bảo là nếu mà đi ở gì thì nó ấy trả cho, nhưng mà bây giờ em cũng không muốn đi. À, thế là bố bảo là bố thuyết phục em bảo là đi làm con rể của bác ý thì bác ý đồng ý là trả cái khoản vay ngân hàng đấy cho á. Vâng. Thế là bây giờ em có biết qua cái nhà bác đấy bao giờ chưa? Em chưa chị ạ. Nhà đấy khả năng là chắc cũng khá giả cho nên mới bảo là nếu mà em Quân chịu ở rể cho thì bác ý đồng ý là trả cái khoản vay ngân hàng đấy cho. Nhưng mà khoản vay ngân hàng đấy có phải là em Quân mượn đâu các bác. Thì bố Quân bây giờ không có khả năng trả thì bố Quân bắt em Quân là đi ở rể, đi làm con rể của ông ý để mà trả ngân hàng, trả khoản vay ngân hàng cho ấy. Thì bây giờ không khác gì là như kiểu là em Quân là con gái thì như là bắt em Quân như kiểu là bán em Quân đi để đổi lấy số tiền đấy. Thế là em bảo bố như thế nào đấy Quân? Bây giờ thì con không đi đâu, con vẫn còn đang đi học. Thế em có biết là trước cái khoản vay đấy là vay về để làm cái mục đích gì không Quân? Trước em nghe bảo là vay về làm nhà. Vay về làm nhà? À. Làm cái nhà này à? Vâng. Thế thì bây giờ em cũng xuống ở nhà dưới kia thì em cũng coi như là không ở trên nhà này nữa thì làm sao mà có nghĩa vụ là phải trả nữa hả các bác? Mấy hôm nay thì ngày nào chúng cháu cũng lên thì muốn ở lại để mà nói chuyện trực tiếp với bố Quân về cái chuyện là hôm trước là bố Quân bảo là cho em Quân đi ở rể với lại là cái chuyện thóc ấy các bác, nhưng mà lên hôm nào cũng không bắt gặp bố ở nhà. Bố thì ngày nào cũng đi uống rượu ấy. Tối thì tối về tối không thôi. Bây giờ tuy rằng em Quân mới chỉ 14 tuổi thôi nhưng mà trên vai gánh vác rất là nhiều thứ. Nhưng mà em ấy vẫn luôn là tươi cười, cởi mở. Thực chất thì khả năng là trong lòng em Quân là cũng nghĩ rất là nhiều về
những cái chuyện xảy ra với em ý. Thực sự một đứa trẻ như thế này mà phải gánh vác nhiều thứ như thế thì rất là mệt mỏi. Không biết là kiểu bây giờ tuổi thơ của em ý cũng không trọn vẹn nữa các bác ạ. Bây giờ thì cháu chỉ sợ là bố Quân là hôm nào đấy là nhận cái số tiền của bác kia. Xong là nhận xong thì bác nghĩ chắc chắn là sẽ bắt em Quân về để mà ở rể rồi các bác ạ. Còn cái nếu mà bố Quân nhận số tiền đấy về thì không biết là bố Quân sẽ mang đi trả ngân hàng hay là mang đi uống rượu hay là làm vấn đề gì khác ấy. Thì bây giờ trong đầu cháu thì cũng không biết nghĩ gì về bố em Quân nữa. Sao có thể là để con trai của mình là đi ở rể mà nhận lại cái số tiền đấy để mà trả ngân hàng nữa. Chắc là hôm qua bố lấy con gà về là với mục đích là dụ dỗ em đấy Quân ạ. Thế thôi em đi về nhà để gửi vào trong nhà một chút đã. Là em còn chuẩn bị tập đội nữa. Mấy hôm nay thời tiết trên cháu thì khá là lành ấy các bác. Hiện tại thì mới có 19 độ thôi. Bây giờ 11 giờ trưa nhưng mà giờ trời rất là âm u. Nhìn như kiểu là sắp tối đến nơi rồi ấy. Còn chúng cháu trả con bò một lần rồi. Xong là bố Quân lại mang về. Xong bây giờ cứ vứt đây này các bác. Không có trách nhiệm gì với con bò hết. Con bò là nếu mà không có em Quân là bố để tự sinh tự diệt thôi. Thực sự cháu khá là cạn lời rồi đấy. Mấy hôm nay là củi cũng hết rồi này. Củi hết nếu mà em không đi lấy thì cũng chả có ai đi lấy để mà nấu cơm đâu. Vừa phải đi học vừa phải lo việc con bò xong là còn phải lo việc bếp củi nữa. Còn bị ép để mà đi ở rể để mà trả cái khoản nợ vay ngân hàng kia nữa. Cái vết chó cắn kia là bây giờ khỏi hẳn rồi chứ Quân hay là vẫn còn ngứa đấy? Nếu mà ngứa nhiều thì bảo chị nhé. Khỏi hẳn rồi chị ạ. Lưng là vẫn còn đau hay là khỏi hẳn rồi? Còn một tí thôi. Còn một tí thôi à? Thế cố gắng là vác nhẹ nhẹ thôi nhé. Bây giờ là nhìn em Khang với lại em Quân là như hai anh em ruột ở nhà luôn này các bác. Khang là thấy anh làm gì là cũng chạy đi làm cái nọ, cái này, cái nọ. Mấy hôm nay bị đau như thế này đừng có mà đi vào rừng kiếm hạt gì nữa nhé. Cứ để khỏi hẳn, nếu mà có các bạn đi cùng thì đi, không thì đừng một mình đi vào trong rừng rất là nguy hiểm. Bởi vì bây giờ cháu có cảm giác là em Quân có nhà có xe xong là cứ bị cái này cái nọ ấy, sợ là có người ghen ghét canh tị ấy, là sẽ có người hại ấy. Bởi vì làm sao mà một lúc là bị ngã xe xong lại còn là chó cắn nữa. Nhiều chuyện bây giờ trong thời gian ngắn này em Quân mấy chuyện ập đến cùng một lúc đổ vào đầu em Quân luôn ấy. Nếu mà là một người con gái thì làm sao mà chịu được. Em Quân thì là một người con trai dũng cảm và mạnh mẽ cho nên là em ấy gương mặt luôn luôn là luôn tươi cười và thản nhiên như không có chuyện gì ấy. Nhưng mà thực chất trong lòng thì bao nhiêu là suy nghĩ và áp lực thì làm gì có ai mà hiểu được đâu. Hình như là mấy hôm nay là em Quân suy nghĩ nhiều hay sao mà người là gầy gò và gương mặt là nhìn hốc hác quá này các bác. Quân là đừng có suy nghĩ nhiều nhá. Cứ để tinh thần thoải mái thôi. Nghĩ nhiều nhưng mà cũng chả làm được gì cả.
Mấy hôm nay là có còn bắt gặp bà ngoại đi bán rau ở ngoài đường nữa không Quân? Có chị ạ. Hôm nào gặp đấy? Qua ngày kia thì bà ngoại cũng biết là em bị ngã xe cho nên là bà ngoại là lên nhà em và đun thuốc cho em uống. Về cái rễ mà hôm trước bà đi tìm ấy, với lại là móng lợn về đun cho em uống. Bà cũng lên hỏi thăm xong rồi bà là đun uống bà dặn rất là kỹ là uống xong thì nếu mà bà có việc đi về thì phải tự đun uống. Và khi mà bà đi về thì bà có cho em 20.000 xong là em cũng không nhận. Nhưng mà bà cứ để vào túi em. Xong là từ hôm đấy là bà ngày nào cũng gặp bà ở bán rau. À thế là bà ngoại có lên đây để mà nấu thuốc cho em uống à? Dạ. Thảo nào mà cái lưng của em nó khỏi nhanh như thế đấy nhỉ? Dạ. Chắc là cái thuốc đấy, cái rễ cây đấy là thuốc chuyên về cái đau lưng ấy các bác. Bà có đưa tiền à? Em có lấy không đấy? Em không lấy nhưng mà bà cứ đút vào túi em. À, số tiền đấy thì bà ngoại cũng chả biết đi đâu kiếm đâu các bác ạ. Chắc là chỉ... bán rau thôi. Ừ, chắc là bà bán rau xong là lấy số tiền đấy đưa cho em Quân ấy. Bà ngoại Quân thì chúng cháu cũng hay bắt gặp rất là nhiều. Thấy các anh thợ mà không có rau ăn là bà hay mang ra để mà cho các anh thợ ấy các bác. Bà ngoại Quân thì một người rất là tảo tần với lại là dáng người nhỏ nhỏ thôi nhưng mà vác rất là... làm công việc thì rất là chăm chỉ, không quản ngại gì đâu. Tuy là già rồi nhưng mà bà là rất là chân tay không ở yên ấy các bác. Thế là hôm đấy bà ngoại lên là bố có ở nhà không đấy? Không ở chị ạ. À thế là... thế là bà có ở lại ngủ với em qua đêm không Quân? Không chị ạ, bà đi về có một chút việc. À. Xong là bà đang nấu thuốc ấy, em cũng kể với bà bảo là bố định cho em đi ở rể. Xong là em hỏi bà có biết nhà bác ấy không, bà bảo là bà biết. Bà bảo là nhà là có 5 đứa con gái, xong là ruộng đất thì có nhiều, nhà đấy cũng rất là khá giả. Nhưng mà bà ngoại bảo là bố của bác đấy là cũng uống rượu nhiều, thế lại nát rượu, nên là bà bảo là không, đừng đi, bảo em là đừng đi nhé, ở đây thì mình tự có ruộng đất của mình rồi, bà cũng không, bà là không cho em đi. À bây giờ thì theo suy nghĩ của cháu thì nhà của bác kia là có 5 đứa con gái cho nên là các em ấy sẽ không làm được việc nặng ấy. Thì có biết được là em Quân rất là chăm chỉ với lại là việc gì cũng làm được thì khả năng là muốn lấy em Quân về để mà ở rể, những cái công việc nặng thì sẽ dồn cho em Quân. Còn bác đấy là người đàn ông trong gia đình thì nát rượu không làm gì hết thì sẽ để cho em Quân tự gánh vác cái gia đình đấy ấy các bác. Khá giả đến mấy thì bố cứ nát rượu như thế này. Cho dù là khá giả đến mấy thì em Quân cũng không nên đi đâu. Bởi vì là em Quân cũng là con trai một ở trong đây. Với lại là nhà tự có ruộng, có đất hết rồi thì việc gì phải đi ra kia. Còn cái khoản vay ngân hàng kia. Thưa các bác là hiện tại đang là 1 giờ rồi thì em Quân sẽ đi học các bác nhé. Bởi vì nãy thì cháu cũng tranh thủ là lúc nghỉ trưa thì lên chia sẻ những cái thước phim mà em Quân gửi đến cho quý các bác anh chị ấy. Quân là hôm nay đi tập đội hay là đi học chiều đấy? Em đi tập đội chị ạ. Đi tập đội sao lại mang cái ba lô đi? Em mang đồ đi. À. Nếu mà đi bộ từ đây ra đến xã tầm mấy phút nhỉ? Tầm gần 20 phút. Gần 20 phút rồi á? Vâng. Thế là 1:30 là đi vào lớp rồi, học rồi à? Nếu mà đi học thì bây giờ là muộn rồi. Bởi vì là tập đội là 2:30. À. Hay là cho em Khang đi học chung với em luôn nhỉ? Khang đi học toàn phá thế á. Tí phá lại bị đuổi ra đấy.
Đoạn đường đi học của em Quân thì khá là gian nan và vất vả đấy các bác. Đây là cái đoạn đường mà phải đi bộ xuống, xong là xuống dưới đường bê tông thì xe mới đi được các bác nhé. Hàng ngày thì em ấy vẫn phải tự đi bộ lên đi bộ xuống như thế này này. Đường này thì đi là quen thuộc lắm rồi đấy. Hiện tại thì trên cháu mới chỉ có 1 rưỡi thôi, nhưng mà bởi vì là mấy hôm nay thời tiết lạnh ấy và trời âm u ấy thì nhìn như kiểu là trời sắp tối rồi. Buổi sáng mà nếu mà tối đi học về muộn ấy thì đi qua đây thì khá là sợ đấy, vì khá là vắng vẻ này. Em Quân là một mình sẽ phải tự đi bộ về đi học như thế này. May mà hôm nay là còn có em Khang đi theo ấy, Quân nhỉ? Khang là đi nhanh nhanh nhá, không là tí giấm phải chân đấy. Đường này mà buổi tối đi một mình có sợ không Quân? Có chứ. Đi ở trong rừng như thế này thì nghe thấy tiếng động rất là nhiều này các bác. Nếu mà đi không quen là còn thấy khá là sợ đấy, nhưng mà đi quen rồi thì sẽ cảm thấy là không bị làm sao nữa. Còn là phải đi qua một cái suối như thế này này. Quân là đi học có bao giờ là bị trượt chân xuống nước không? Có chị ạ. Đang giống như thế xong này là còn phải thế này luôn ấy. À, nếu không mà bị ướt hết là phần phải này luôn. Thật á? Ướt hết phần này xong là đi vào lớp là lạnh. Nhưng mà mùa hè thì không sao. Ở trong rừng là nhìn tối quá các bác ạ. Vì là mấy ngày hôm nay thì thời tiết quá là âm u. Ừ. Lần trước là mấy tháng trước là lần đầu tiên anh Trình gặp em là gặp em đốn củi ở cái đoạn đường này đúng không Quân? Đúng rồi ạ. Những cái thước phim đầu tiên mà anh Trình lên chia sẻ thì em Quân hay ra là hay ra những cái chỗ này để mà lấy củi này các bác. Trời chắc là sắp mưa rồi đấy Quân ạ. À, Quân có mang áo mưa theo không đấy? Em có. Em mang áo mưa ở trong cặp rồi. Bây giờ mới có 1 rưỡi thôi nhưng mà trời là tối đen như thế. Khang là bị ngã rồi. Khang là đi là bị ngã. Khang là đang đội cái mũ bảo hiểm của anh Quân cho nên là nhìn hơi luộm thuộm một tí. Rồi xong. Cái gì đấy? Cái gì nó rơi không biết. Sao rồi? Hey. Ừ. Bây giờ thì cháu với lại em Khang thì cũng tranh thủ xuống xuống thị trấn nhanh thôi các bác, sợ là gặp trời mưa ở giữa đường ấy. Hiện sáng thì đi vội quá cũng không mang áo mưa theo. Bây giờ thì cũng đến đường bê tông rồi này các bác. Đến cái đoạn đường này là sẽ đi được xe, là em Quân để xe ở dưới này. Hiện tại thì hai chị em chúng cháu cũng đã đến đường rồi các bác ạ. Bây giờ thì sẽ để cho em Quân đi xe máy đi học. Còn hai chị em chúng cháu thì sẽ tranh thủ là xuống dưới thị trấn nhanh thôi, sợ là gặp phải trời mưa ấy. Còn là thước phim của video đến đây cũng khá là dài rồi, cho phép cháu được kết thúc ghi hình tại đây. Cảm ơn tấm lòng của quý cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào nội dung tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Con chào ông các bạn. Tuấn Trinh xin chào các bác. Hôm nay thì Tuấn Trinh sẽ giới thiệu cái gian hàng của Tuấn Trinh đến toàn thể quý cô bác quý anh chị. Đấy thì hiện tại cũng đã bắt đầu vào tháng 10 rồi.
Thì chẳng mấy chốc nữa là đến Tết rồi các bác ạ. Thì hiện tại gian hàng của cháu Trình đang bày bán những cái sản phẩm đặc sản trên vùng cao. Thì rất là mong muốn thì quý các bác, quý anh chị sẽ ủng hộ gian hàng của cháu Trình. Đầu tiên thì các bác anh chị có thể mua về để mà dùng thử. Đấy, thấy ngon thì Tết quý bác anh chị mua về nhiều, có thể là làm quà cũng như là làm những cái món ăn nấu cho gia đình ăn các bác nhé. Đây là mộc nhĩ, đấy mộc nhĩ ở rừng các bác nhé. Còn đây là sản phẩm mật ong khoái rừng ở trên vùng cao. Đấy, hiện tại thì cháu Trinh chỉ bán duy nhất là mật ong khoái rừng thôi các bác nhé. Tại vì về những cái loại mật ong khác thì cháu Trinh cũng không đảm bảo về cái chất lượng. Còn riêng mật ong khoái rừng thì cháu Trinh đảm bảo chất lượng và đạt chuẩn 100% đến cho toàn thể quý các bác, quý anh chị. Đấy, còn đây là hạt óc chó của bác ạ. Óc chó thì cũng đã được tách vỏ xong hết rồi các bác nhé. Thì quý các bác cũng có thể là mua ủng hộ cháu Trình. Một túi như thế này là 1kg các bác ạ. Còn đây thì là một cái sản phẩm măng trúc rừng. Đấy, măng trúc rừng thì có thể là xe khá là xa lạ với quý các bác anh chị đấy. Tại vì là Hà Giang của cháu Trình thì cũng chỉ có hai huyện là có cái loại măng trúc này thôi, và phải đi thật sâu trong rừng già thì mới có thể kiếm được. Đây là măng trúc rừng. Đấy, cái cây măng trúc là nó chỉ bé thế này thôi các bác, là có nghĩa là một cây là đủ một miếng ăn thôi. Đấy, ăn rất là ngon luôn các bác ạ. Đấy, rất là đẹp. Thì rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ. Cái này là quý bác anh chị mua về và dùng thử, nếu như mà quý bác anh chị chưa ăn bao giờ, đảm bảo là ăn xong là nghiện luôn các bác ạ. Đấy, còn đằng sau của cháu Trinh đây là cái gói trà già của Lam. Đấy, một gói to như thế này nhưng mà chỉ có 1 cân thôi các bác nhé. 1 cân mà sở hữu được một gói to thế này thì quý bác anh chị mang về có thể là sử dụng đến 2 tháng, còn khả năng còn chưa hết đấy các bác. Đấy, thì trà già của Lam thì được ví như là những cái cây cỏ trường sinh rồi. Đấy, và rất là được ưa chuộng ở những cái nước như là Trung Quốc cũng như là Nhật Bản thì đều sử dụng cái trà già của Lam này các bác nhé. Đấy. Còn đây là sản phẩm nấm hương các bác nhé, rất là thơm các bác ạ, ngửi là thấy tỉnh táo luôn. Còn đây là măng dối các bác nhé, măng dối. Và cháu Trinh có cả đây là mướp đắng rừng các bác ạ. Thì đây là những cái sản phẩm mà hiện tại cháu Trinh đang bán ở trên kênh các bác nhé. Thì rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ. Ở đây có những cái sản phẩm này thì hầu như là đều là những cái bài thuốc hết các bác, trừ măng ớt ra. Đấy, thì những cái sản phẩm này là đều là những cái bài thuốc, thì quý bác anh chị có thể là mua về ủng hộ cháu Trinh. Và quý bác liên hệ với cháu Trinh qua số điện thoại mà cháu Trinh ghi ở trên màn hình, cháu Trinh sẽ tư vấn cụ thể từng sản phẩm một và cách dùng, rồi là công dụng sẽ chứa bệnh gì cho toàn thể quý cô bác quý anh chị. Còn bây giờ thì xin chào các bác, rất là mong quý bác sẽ ủng hộ gian hàng của cháu Trình.